Thưa quý vị, liên quan công tác chống khai thác IUU trong lĩnh vực thủy sản, tới nay đã trải qua gần 6 năm Việt Nam bị cảnh báo EC, cảnh báo thẻ vàng, với 3 lần kiểm tra không đạt. Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ tư của Ủy ban châu Âu EC sắp tới đây, sáng nay chính phủ vừa họp bàn các giải pháp để thực hiện tốt nhất các khuyến nghị của EC. Vâng, thưa quý vị, đánh giá chung tại cuộc họp cho thấy việc chống khai thác IUU 6 năm qua đã có những chuyển biến đáng kể. EC tiếp tục ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác IUU. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại mà các địa phương cần phải đặc biệt quan tâm giải quyết. Và tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý là các tỉnh thành có khai thác hải sản với tinh thần trách nhiệm cao nhất cần phải xây dựng các giải pháp cụ thể về quyết tâm cao, thực hiện từ nay cho đến tháng 10 năm 2023 để EC tháo gỡ thẻ vàng IUU. Phải xây dựng cơ chế quản lý, giám sát, kiểm tra trong thực hiện IUU và tuyệt đối không để xảy ra trường hợp các tỉnh thành có tàu khai thác đánh bắt vi phạm ngoài vùng lãnh hải. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia IUU, thực hiện khuyến nghị của EC về cắt giảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương rà soát lại toàn bộ số lượng tàu cá, cập nhật dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase và ban hành văn bản chỉ đạo địa phương tạm dừng việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tạm bản chấp thuận cho phép cải hoán tàu cá có chiều dài dưới 15 mét, lên thành tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên từ ngày 20 tháng 12 năm 2022, tổ chức rà soát và xem xét điều chỉnh giảm số hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng, sát thực với số tàu cá hiện có của các địa phương. Còn tàu vi phạm vùng biển nước ngoài thì không thể gửi thẻ vàng. Cái thứ hai là cái truy xuất nguồn gốc thì chúng ta đã hết sức cố gắng nhưng mới kiểm soát được 50% cái số lượng tàu vào cái cảng cá chỉ định để truy xuất được nguồn gốc. Và cái thứ ba là xử lý vi phạm hành chính. Tuy chúng ta đã xử lý hơn 4.000 vụ với 110 tỷ đồng, nhưng mà nếu rà soát kỹ thì ba cái nội dung này vẫn chưa được thực hiện nghiêm ở các địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu từ nay đến khi đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư, các bộ, ngành trung ương và địa phương phải tập trung thực hiện các giải pháp, kiên quyết không để xảy ra bất cứ trường hợp tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải xây dựng kế hoạch ngắn gọn nhưng đầy đủ những việc trọng tâm cần làm từ nay đến ngày đón và làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ tư. Bộ Quốc phòng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát trên biển để cảnh báo, răn đe, hạn chế thấp nhất tàu cá vi phạm IUU. Chúng tôi ước tính khoảng 50.000 tấn hải sản khai thác xuất vào thị trường châu Âu. Nếu chúng ta không làm tốt, không rút được thẻ vàng thì cơ hội sẽ bị trôi đi và chúng ta còn phải phấn đấu tiếp tục trong nhiều năm tới. Cho nên đợt này, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ có kết luận và Bộ Nông nghiệp cũng như Bộ Quốc phòng, các bộ và các địa phương phải tập trung quyết liệt với tinh thần cao nhất để chúng ta có thể gỡ thẻ vàng. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy kết quả chống khai thác IUU vẫn còn chưa đồng đều giữa các tỉnh, thành phố. Để chấn chỉnh tình trạng này, các địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, phải đảm bảo quản lý chặt chẽ tàu cá, cảng cá và tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trung ương trong chống khai thác IUU. Tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2023, cả nước có 86.820 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, giảm hơn 9.700 tàu so với năm 2019, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đạt 97,86%. Số lượng tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS đã được các địa phương lập danh sách để theo dõi, quản lý. Tin về thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, trước đây thì thanh long là mặt hàng xuất khẩu trụ cột của ngành rau quả nước ta, nhưng hiện kim ngạch của mặt hàng này đang giảm sâu và bị đánh giá là khó có cơ hội tăng trưởng mạnh trở lại. Và theo nhiều doanh nghiệp, thanh long hiện nay chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và việc tiêu thụ phụ thuộc rất lớn vào thời điểm và sản lượng vụ thanh long của nước này ra sao. 6 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng thanh long cả nước mới đạt 340 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là thời gian thị trường Trung Quốc không có thanh long nên ăn hàng của Việt Nam mạnh. Dù vậy, kim ngạch vẫn giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay Trung Quốc đã có hàng, xuất khẩu thanh long 6 tháng cuối năm khả năng giảm mạnh hơn. Vì thế lạc quan nhất thì là cả năm 2023, xuất khẩu mặt hàng này chỉ đạt 600 triệu đô la Mỹ.
những năm tiếp theo, mặt hàng này có thể tiếp tục giảm về dưới mức 500 triệu đô la Mỹ. Nhiều chuyên gia cho rằng dù thanh long vẫn còn thu về vài trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm, nhưng nhìn vào cơ cấu sản xuất và thị trường thì về lâu dài, các vườn thanh long cần được chuyển đổi cơ cấu cây trồng dần cho phù hợp. Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay, nước ta đã xuất khẩu được 1,2 tỷ đô la Mỹ sầu riêng, tương đương với khoảng gần 30.000 tỷ đồng. Từ nay cho đến cuối năm, khu vực Tây Nguyên của nước ta là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng tươi. Dự báo sẽ tiếp tục hút khách Trung Quốc khi mà cả Thái Lan, Philippines và Malaysia đều đã hết vụ thu hoạch. Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng đã thu về 1,2 tỷ đô la Mỹ, đưa loại quả này chính thức lọt vào nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp. Trong bối cảnh Thái Lan, Philippines, Malaysia đều đã hết vụ thu hoạch sầu riêng, thì khu vực Tây Nguyên của nước ta mới chính thức bước vào vụ sầu riêng và sẽ là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng để bán từ nay đến cuối năm. Cũng theo Hiệp hội Rau quả, sầu riêng Việt Nam sẽ còn tiếp tục hút khách Trung Quốc, do vậy xuất khẩu sầu riêng có thể đạt 1,7 đến 1,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thưa quý vị, giá xuất khẩu cà phê của nước ta đã tăng kỷ lục gần 1.000 đô la Mỹ một tấn trong 7 tháng đầu năm, trong đó thì có một số thị trường ghi nhận giá cà phê tăng đột biến, phải kể đến là Thái Lan. Trong 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang thị trường Thái Lan đạt 16.600 tấn với kim ngạch đạt hơn 58 triệu đô la Mỹ, tăng 11% về lượng nhưng tăng mạnh trên 52% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái do giá bán tăng mạnh. Trước đó trong năm 2022, xuất khẩu cà phê nước ta sang Thái Lan thu về hơn 76,5 triệu đô la Mỹ với 30.700 tấn. Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8, nước ta đã xuất khẩu tổng cộng 1,54 triệu tấn cà phê với kim ngạch đạt 2,81 tỷ đô la Mỹ, giảm 20% về lượng nhưng tăng gần 5% về giá trị do giá xuất khẩu tăng cao. Xin được chia sẻ thêm, đến nay mặt hàng cà phê của nước ta đã có mặt ở 37 thị trường chủ yếu, trong đó có 8 thị trường đạt trên 100 triệu đô la Mỹ. Đức là thị trường lớn nhất của cà phê Việt Nam với hơn 137.000 tấn, trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm. Với kết quả trên thì một số chuyên gia trong ngành cà phê dự báo nếu như lượng xuất khẩu trong những tháng cuối năm bằng với cùng kỳ năm trước và giá xuất khẩu bằng với những tháng đầu năm thì lượng cà phê xuất khẩu của cả năm sẽ đạt khoảng 1,718 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu cà phê sẽ đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục từ trước cho đến nay. Tiếp tục sẽ là một tin vui đối với người trồng mía. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Tiến Ngân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức lễ xuất lô hàng mía tươi hơn 17 tấn sang thị trường Hoa Kỳ. Hai huyện Lạc Sơn và Tân Lạc tỉnh Hòa Bình từ lâu đã nổi tiếng với các giống mía ăn tươi gồm mía tím và mía trắng ép nước. Đây đều là những giống mía lâu đời, có chất lượng tốt, mềm, ngọt, phù hợp ăn tươi và ép nước uống. Việc đưa cây mía Hòa Bình đến với thị trường thế giới và góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành nông nghiệp mía đường của địa phương. Đơn vị xuất khẩu cam kết sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm, đảm bảo kỹ thuật theo hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, đầu tư vật tư sản xuất và thu hồi vốn sau khi thu mua sản phẩm, tạo điều kiện để phát triển vùng nguyên liệu mía. Năm 2023 này, công ty dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 300 đến 500 tấn mía sang các thị trường như Hàn Quốc, Anh, EU. Trước đó, từ năm 2019, cây mía Hòa Bình không chỉ có mặt ở nhiều vùng miền trong cả nước mà đã dần tìm đường xuất khẩu. Bắt đầu chỉ từ 120 kg mía tím làm hàng mẫu sang thị trường Nhật Bản, sản lượng xuất khẩu đã tăng nhanh qua các năm 2020 đạt 5,7 tấn, năm 2021 đạt 74 tấn, năm 2022 đạt 300 tấn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, thì cây mía có tiềm năng xuất khẩu rất lớn, lại phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Do đó có thể phát triển mở rộng kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao.